Các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã đi xong hai phần của cuốn sách Võ Nguyên Giáp, Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh của tác giả Trần Trọng Trung, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Văn hóa và Lịch sử tiếp tục giới thiệu bạn đọc đến với phần 3, Phất cờ Nam Tiến. Những chiến công đầu tay. Ông Giáp và chi bộ Đảng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân không chọn cách đánh phục kích, dù đó là cách đánh dễ giành thắng lợi hơn, lại hạn chế được tổn thất. Một đội quân vừa lọt lòng hoạt động trên một vùng rừng núi trùng điệp, giao thông không thuận tiện, không có khả năng nắm địch và khả năng thông tin liên lạc kịp thời nhằm xác định đúng thời cơ và hướng tiến quân của chúng để triển khai một trận phục kích có hiệu quả. Và lại, với mục tiêu gồm chừng một tiểu đội lính dõng đi tuần tiễu, vũ khí mang theo không nhiều, trong khi đó súng đạn lại là thứ rất cần thiết đối với đội lúc này. Ông cùng chi bộ quyết định đánh đồn với mục đích không chỉ diệt địch, gây tiếng vang chính trị, mà điều không kém phần quan trọng là để thu vũ khí, dùng súng đạn chiến lợi phẩm để giải quyết vấn đề cải tiến trang bị cho đội ngay từ trận đầu. Vấn đề đặt ra là chọn đồn nào và chọn cách đánh sao cho trận đầu ra quân chắc thắng. Bốn châu lỵ, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Ngân Sơn tạo thành một hình thoi trên đất Cao Bằng. Trong và ngoài khu tứ giác đó, đồn địch giải ra lác đác trên nhiều nẻo đường xung yếu. Cán bộ địa phương nào cũng muốn đội về đánh đồn trên địa bàn của mình. Anh em hứa sẽ có kế hoạch bảo vệ dân chu đáo nếu địch càn quét trả thù. Hội nghị chi bộ đội khẳng định, đánh đồn hẻo lánh cách xa dân có thể tránh được địch khủng bố đồng bào sau trận đánh, nhưng sẽ gặp khó khăn vì thiếu tai thiếu mắt của dân giúp trong việc nắm địch và chuẩn bị chiến đấu. Trận đầu phải chọn đồn nào ở gần, thậm chí ở ngay trong làng bản mới tranh thủ được sự giúp đỡ của bà con. Sau khi cân nhắc mọi nhẽ, mục tiêu được chọn là đồn Phay Khắt thuộc xã Tam Lộng, Tam Kim, Tổng Kim Mã, Châu Nguyên Bình. Tiếp đó là đồn Là Ngần, cách Phay Khắt 25 km về phía đông bắc. Hoàng Văn Thái và Hoàng Sâm nhận nhiệm vụ chuẩn bị mọi mặt, trước hết là cho trận đánh đầu tiên, trận Phay Khắt. Các ông được sự giúp đỡ của một đảng viên ở cơ sở là đồng chí Nông Văn Lạc, chủ nhân của chính ngôi nhà mà địch dùng đóng đồn. Toàn đội nô nức vừa chuẩn bị lễ thành lập đội, vừa chuẩn bị cho trận đầu ra quân. Đúng vào những ngày này, Hồ Chí Minh gửi cho Võ Nguyên Giáp bản chỉ thị về việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đây là sự khái quát thành văn bản tất cả những điều mà cụ đã nói mấy tháng trước khi cụ giao nhiệm vụ thành lập đội. Trong bản chỉ thị, cụ xác định rõ tên đội, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, quan hệ giữa đội quân chủ lực với các lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng và chiến đấu, hình thức chiến thuật và nguyên tắc chiến thuật. Cuối bản chỉ thị, cụ Hồ viết: đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội quân đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Lúc đầu, cụ dùng chữ viễn đại. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam, quy tụ đầy đủ những vấn đề cơ bản nhất về đường lối lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng. Bản chỉ thị thực sự là cẩm nang hành động đối với người cầm quân. Nắm vững cẩm nang đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và được sự đùm bọc hết lòng của nhân dân, Võ Nguyên Giáp đã cùng toàn quân biến lời tiên tri của Hồ Chí Minh thành hiện thực. Quân giải phóng Việt Nam lớn lên từng ngày và trở thành quân đội nhân dân bách chiến bách thắng trong suốt quá trình khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng trên cả ba miền đất nước. Lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được tổ chức trọng thể chiều ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám, trước sự chứng kiến của đại diện Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng và nhân dân các dân tộc hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn. Thay mặt toàn thể, ông Võ Nguyên Giáp đọc diễn văn nêu nhiệm vụ và phương châm hoạt động của đội, nhấn mạnh bản chất cách mạng của người chiến sĩ giải phóng quân. Cuối bài diễn văn ông nói: theo chỉ thị của đoàn thể, dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, tôi xin tuyên bố thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và hạ lệnh cho các đồng chí tiến lên con đường vũ trang tranh đấu. Trước khi kết thúc lễ thành lập đội, 34 chiến sĩ giải phóng, đội ngũ chỉnh tề, đứng trang nghiêm dưới cờ, đồng thanh đọc 10 lời thề danh dự của đội.
thể hiện đầy đủ nội dung cơ bản của một số nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đội du kích do Hồ Chí Minh biên soạn khi thành lập đội du kích Cao Bằng hơn 3 năm trước. Từ giờ phút thiêng liêng này, 10 lời thề danh dự do Võ Nguyên Giáp biên soạn và đọc trước ba quân đã trở thành kim chỉ nam cho mọi chiến sĩ quân đội cách mạng Việt Nam trong xây dựng, học tập, chiến đấu và công tác. Sau bữa cơm nhạt không rau không muối là đêm du kích đầu tiên đầm ấm, cảm động diễn ra đến tận khuya quanh đống lửa hồng trong tiết đông giữa rừng. Đó là hình thức mà sau này được gọi là ôn nghèo kể khổ, một hình thức tự thuật vạch tội ác mà đế quốc Pháp, Nhật và tay sai đã gieo tai họa cho bản thân, gia đình và quê hương mỗi người. Đêm du kích với nội dung chính trị sâu sắc đã tác động mạnh đến tâm tư, tình cảm và ý chí căm thù địch của từng chiến sĩ giải phóng. Lần đầu tiên, hình thức công tác chính trị này được Võ Nguyên Giáp vận dụng vào điều kiện cụ thể trong ngày thành lập đội đã thiết thực khơi gợi ý chí căm thù dân tộc và giai cấp, động viên tinh thần chiến đấu cho từng chiến sĩ trước ngày ra quân. Cũng lần đầu tiên, qua tự thuật của từng người trong buổi ôn nghèo kể khổ mà ông Giáp có điều kiện hiểu thêm về 34 con người ưu tú mà cách mạng đã ủy thác cho ông. Sau này, nghĩ đến buổi sinh hoạt tập thể đầu tiên của đội, Võ Nguyên Giáp cố hồi tưởng lại khuôn mặt của từng người, hoàn cảnh gia đình, quá trình đấu tranh cách mạng của anh em trước khi trở thành chiến sĩ quân giải phóng. Lộc Văn Lùng, tức Văn Tiên, là một trong những chiến sĩ người tài tỉnh Lạng Sơn để lại dấu ấn sâu sắc trong trí nhớ của ông Giáp. Văn Tiên là người lớn tuổi nhất trong đội nên được anh em gọi là anh cả. Ông sinh năm 1903, hơn đội trưởng Hoàng Sâm đúng một Giáp, là một cai khố xanh đóng ở Cao Bằng, được giác ngộ cách mạng và hoạt động ở Hà Quảng từ năm 1943. Văn Tiên là một trong những chiến sĩ được Lê Quảng Ba ghi tên đầu tiên khi chọn người thành lập đội và được giao nhiệm vụ quản lý, lo cơm áo gạo tiền cho anh em. Còn nhớ hồi đó, nhiều người thường nhắc đến giai thoại cái chảo nấu cám lợn để trêu chọc quản lý Văn Tiên. Chả là, sau khi nhận được khoản tiền 500 đồng bạc Đông Dương, ngân quỹ ban đầu của đội, ông xin phép ra chợ mua một cái chảo to để nấu cơm cho toàn đội. Không sợ lộ bí mật đâu, mình nói mua về để nuôi lợn mà, quê mình chả mấy nhà mà không có chảo to để nấu cám lợn. Trong cuộc hành quân gian khổ lên phía biên giới để chuẩn bị đánh đồn Đồng Mu, bàn chân Văn Tiên bị đá tai mèo xé rách. Anh đã lấy chỉ khâu lại và giã lá thuốc dịt. Để tiếp tục hành quân, gương chịu đựng gian khổ đó đã được chính trị viên Xích Thắng nêu lên cho toàn đội học tập trước khi vào trận đánh. Đội trưởng Hoàng Sâm, tức Trần Văn Kỳ, đã từng hoạt động ở Thái Lan và được dự lớp huấn luyện chính trị đầu tiên ở Tĩnh Tây, Trung Quốc. Khi về nước, ông được giao nhiệm vụ tổ chức đội du kích Cao Bằng. Hoạt động của Hoàng Sâm không chỉ làm cho các đội tuần tiễu của Pháp kinh sợ, mà bọn phổ phỉ ở biên giới cũng phải kiêng lẻ. Chính trị viên Xích Thắng, tức Dương Mặc Thạch, là người đảng viên đầu tiên và cũng là bí thư chi bộ đầu tiên của Châu Nguyên Bình. Năm 1940 là ủy viên tỉnh ủy lâm thời Cao Bằng, là một cán bộ rất am hiểu tình hình phong trào. Xích Thắng có uy tín với bà con dân tộc địa phương, đồng thời cũng là đối tượng truy nã gắt gao của Pháp Nhật. Hoàng Văn Xiêm, Ngô Quốc Bình, Hoàng Văn Thái xuất thân từ nông dân nghèo rời bỏ quê hương và trở thành công nhân trên vùng mỏ Đông Bắc. Khi được cử sang học ở Trung Quốc, ông đã từng là lòng cốt trong học sinh quân Việt Nam ở Điền Đông, Hoa Nam. Với bí danh mới là Khang, Hoàng Văn Thái được giao nhiệm vụ trinh sát và làm kế hoạch tác chiến của đội. Có thể nói, cuộc đời Hoàng Văn Thái gắn bó lâu dài với ngành tham mưu cũng bắt đầu từ buổi sơ khai này. Vận dụng những kinh nghiệm hoạt động du kích từ những ngày ở Đình Cả, Bắc Sơn vào nhiệm vụ mới, Hoàng Văn Thái đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị cho hai lần ra quân của đội ở Phay Khắt và Nà Ngần. Do có đôi chút hiểu biết về âm nhạc, ông đã được ông Giáp gợi ý làm một bản nhạc nhân ngày thành lập đội. Bài hát Phất Cờ Nam Tiến do Hoàng Văn Thái sáng tác nói lên nhiệm vụ trước mắt của đội, nhiệm vụ vũ trang tuyên truyền để từng bước từ căn cứ địa Cao Bắc Lạng tiến về xuôi. Từ đây, bài hát không chỉ theo chân các chiến sĩ giải phóng đi khắp các nẻo đường của đất nước trong quá trình khởi nghĩa, giành chính quyền, mà ngay sau đó lại cùng các chiến sĩ nam tiến từ những ngày đầu quân Pháp gây hấn. Bài hát sẽ theo năm tháng tồn tại mãi mãi theo chiều dài lịch sử của toàn quân,
góp phần nhắc nhở các thế hệ chiến sĩ ghi nhớ truyền thống mà đội quân đàn anh đã xây dựng nên, cùng nhau đứng lên tuyên thệ dưới lá cờ cách mạng đêm ngày 22 tháng 12 đáng ghi nhớ này. Cả Võ Nguyên Giáp và Hoàng Văn Thái đều không nghĩ rằng cuộc đời binh nghiệp sẽ gắn bó hai người trong suốt cả cuộc trường chinh 10.000 ngày trên cương vị là Tổng Tư lệnh và Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hồi tưởng lại buổi liên hoan, đặc biệt là những mẩu chuyện ôn nghèo kể khổ đêm hôm đó, trong hồi ức viết 30 năm sau, Võ Nguyên Giáp rút ra một nhận xét: thật là một đội quân kỳ lạ, không người nào là không mang một mối hận thù với đế quốc. Hôm sau, Võ Nguyên Giáp cùng ban chỉ huy đội thông qua lần cuối kế hoạch tác chiến và rà soát lại công tác chuẩn bị cho trận đánh. Hai trận Phay Khắt và Là Ngần, ngày 25 và ngày 26 tháng 12 năm 1944, hai chiến thắng đầu tiên của quân đội cách mạng Việt Nam do Võ Nguyên Giáp tổ chức và điều hành, đã được kể khá tỉ mỉ trong các công trình lịch sử và hồi ký của nhiều tướng lĩnh. Vấn đề đáng nói thêm ở đây là, dưới ánh sáng của sự phát triển hoàn chỉnh đường lối chiến tranh và nghệ thuật quân sự của Đảng hơn 60 năm qua, cần tìm hiểu xem hồi đó tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh đã sớm thấm nhuần trong tư duy Võ Nguyên Giáp như thế nào để có được hai chiến công đầu tay và từ đó rút ra những bài học vỡ lòng về nguyên nhân thắng lợi của đội quân thơ ấu mới vài ba ngày tuổi đã lập chiến công. Trước hết, chúng ta thấy Võ Nguyên Giáp đặc biệt coi trọng vai trò lãnh đạo của Đảng, trực tiếp ở đây là vai trò của chi bộ vừa được thành lập. Mặc dù bằng kiến thức quân sự giữa các đảng viên trong chi bộ lúc đó còn rất chênh lệch, nhưng việc lãnh đạo trận đánh đã được Võ Nguyên Giáp đưa vào thảo luận giữa tập thể đảng viên. Mọi người nhất trí chọn mục tiêu vừa sức chắc thắng về quân sự nhưng không bất lợi về chính trị, không để cơ sở chính trị quần chúng bị khủng bố. Đó là biểu hiện đầu tiên của sự quán triệt phương châm chính trị còn trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Tác chiến về quân sự phải gây ảnh hưởng tốt về chính trị. Tiếp đó, buổi chiều ngày 25, trước giờ toàn đội tuyến quân về Phay Khắt, cán bộ đảng viên chia nhau đi gặp các chiến sĩ, dặn dò tỉ mỉ và động viên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trong trận đầu ra quân. Cùng với buổi liên hoan ôn nghèo kể khổ trong đêm du kích mấy hôm trước, hoạt động của đảng viên trước giờ chiến đấu là một loại hình công tác chính trị tư tưởng đích thực. Cụ Hồ đã căn dặn đội phải luôn luôn dựa vào dân và giải quyết đúng đắn mối quan hệ đội quân chủ lực với lực lượng vũ trang địa phương. Trong hai trận Phay Khắt và Là Ngần, chỉ thị đó đã được chấp hành nghiêm cách. Nhân dân và các đội du kích và tự vệ địa phương đã thực sự trở thành yếu tố không thể thiếu để giành thắng lợi, nhất là trong trận Phay Khắt. Cán bộ cơ sở và bà con dân bản, đặc biệt là gia đình Nông Văn Lạc, đã giúp đội nắm từng điểm cụ thể về tình hình địch trong đồn, đã tìm mọi cách có đủ quần áo lính dõng để các đội viên cải trang thành quân địch đột nhập đồn, đã đảm nhiệm vấn đề tiếp tế nuôi quân ngay từ buổi lễ thành lập cho đến khi hai trận đánh kết thúc thắng lợi mà vẫn bảo đảm được bí mật hoạt động của đội, đã biết lựa lời khai báo đối đáp với địch khi chúng kéo quân về làng sau khi đồn bị diệt để giữ kín hoạt động của đội. Các đội vũ trang địa phương không những cùng đội trực tiếp tham gia chiến đấu ngay từ trận đầu mà còn giúp chỉ đường, xóa dấu vết sau khi đội hành quân ra làng bản, khống chế bọn tay sai địch ở cơ sở trước và sau trận đánh. Những hoạt động trên đây dù chỉ mới là bước đầu nhưng rõ ràng là mầm mống của cái mà ngay từ hồi đó đã được gọi là quần chúng chiến tranh. Chỉ với hai trận đánh đầu tiên, Võ Nguyên Giáp đã thể hiện khá đầy đủ lời dạy của Hồ Chí Minh về nghệ thuật cầm quân. Nghệ thuật đó trước hết thể hiện bằng tinh thần tích cực chủ động tìm địch mà đánh, dù đồn địch ở trong địa bàn có cơ sở chính trị quần chúng vững chắc như Phay Khắt hay tương đối xa dân biệt lập trên đồi khó tiếp cận như Nà Ngần. Đội quân thơ ấu đối mặt với địch trong tư thế lấy yếu đánh mạnh, nhưng nghệ thuật cầm quân đã biết phát huy ưu thế về sức mạnh chính trị tinh thần của một đội quân kém địch về trang bị để giành thắng lợi. Đó là nghệ thuật chọn mục tiêu tiến công vừa phải, chắc thắng. Trên cơ sở nghiên cứu phân tích lực lượng so sánh địch ta, đó là nghệ thuật chọn thời cơ tiến công vào lúc bất ngờ nhất đối với địch. Tức 5 giờ chiều trong trận Phay Khắt, địch vừa ăn cơm, súng còn gác trên giá, và 7 giờ sáng trong trận Là Ngần, địch vừa ngủ dậy. Đồng thời cũng là thời cơ ta lui quân bí mật an toàn sau trận đánh. Đó là nghệ thuật phát huy tinh thần mưu trí sáng tạo,
triệt để khai thác yếu tố bí mật bất ngờ, cải trang đột nhập đồn địch, rồi bất ngờ tiến công sau khi đã khống chế giá súng và chặn mọi lối ra vào, khiến trong cả hai trận địch không kịp trở tay. Đó là tinh thần tiến công kiên quyết, linh hoạt, xử trí nhanh nhạy trước những tình huống ngoài dự kiến. Như khi tên đồn trưởng phay khắt từ Nguyên Bình trở về đồn đúng lúc trận đánh đang tiếp diễn thuận lợi, hay khi đội trưởng Thu Sơn sắm vai đội xếp dẫn lính đi giải tù cộng sản, đứng trước nguy cơ bị lộ khi đối mặt với tên đội đường trong trận Là Ngần. Cả hai trận kết thúc nhanh gọn và đều thể hiện tư tưởng đánh tiêu diệt, làm chủ chiến trường, bắt tù binh, thu vũ khí, với phương châm lấy súng địch, vừa đánh vừa tự vũ trang. Vấn đề thu chiến lợi phẩm để cải tiến trang bị của đội được đặt ra ngay từ khi xác định mục đích của trận đánh. Nếu sau trận phay khắt, chiến lợi phẩm thu được chỉ đủ trang bị cho nửa trung đội, thì sau trận Là Ngần, súng đạn thu được của địch đã cho phép ta phát triển lực lượng thành đại đội trước khi bước vào trận Đồng Mưu. Rõ ràng là với hai trận đầu tiên, đội đã bước đầu xây dựng truyền thống đánh thắng trận đầu, càng đánh càng mạnh cho toàn quân sau này. Và một điều quan trọng nữa là đội đã nghiêm chỉnh vận dụng phương châm hoạt động lúc này là chính trị còn trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, diệt địch khuếch trương thanh thế của đội và của mặt trận Việt Minh mà không phương hại đến phong trào chính trị địa phương. Sau trận Là Ngần, đội về trú quân chừng 10 ngày ở vùng Thiện Thuật để nghỉ ngơi, chỉnh đốn đội ngũ, thay đổi trang bị và luyện tập trước khi bước vào nhiệm vụ mới ngay trong dịp Tết Ất Dậu. Ông Giáp biên thư báo cáo cụ Hồ và liên tỉnh ủy về kết quả hoạt động mấy ngày qua, dự kiến công việc sắp tới và đề nghị liên tỉnh ủy chỉ thị cho các châu chọn người để bổ sung vào đội. Chỉ ít ngày sau, việc biên chế thành đại đội đã hoàn tất. Ban chỉ huy đội trước đây, Hoàng Sâm Xích Thắng, nay thành cán bộ đại đội. Cán bộ trung đội cũng sắp xếp đủ cả cấp trưởng và phó. Lễ thành lập đại đội so với ngày 22 tháng trước, tuy không nhiều nghi thức nhưng cũng rất trang nghiêm, với đội ngũ đông hơn, trang bị khá hơn và nhất là trong khí thế của đội quân vừa chiến thắng. Ngay sau đó, đại đội xuất quân đúng vào những ngày giáp Tết Ất Dậu. Không kể chiến sĩ mới hay cũ, ai cũng phấn khởi lên đường trong không khí mùa xuân chiến đấu, tuy trong thâm tâm không khỏi chút bâng khuâng khi nghĩ đến cái Tết đầu tiên xa nhà. Một bộ phận tách ra đi phát triển cơ sở chính trị ở hướng Nậm Ti, từ Tĩnh Túc đến phía Oắc, một tổ trinh sát được phái đi trước nghiên cứu vị trí địch và chuẩn bị chiến trường cho trận đánh sắp tới. Còn đại bộ phận theo Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sâm tiến quân lên hướng Châu Bảo Lạc. Đây là cuộc hành quân đường dài với rất nhiều gian khổ thử thách, từ trung tâm Cao Bằng lên hướng Tây Bắc của tỉnh, gần biên giới Việt Trung để chuẩn bị bước vào trận đánh sắp tới, trận Đồng Mưu. So với Phay Khắt và Là Ngần, đồn Đồng Mưu rắn hơn nhiều cả về công sự và hỏa lực. Vì địch phải thường xuyên đối phó với thổ phỉ vùng biên giới, binh lực địch chừng 40 lính Khố Đỏ do 3 sĩ quan Pháp chỉ huy. Đêm ngày 4 tháng 2 năm 1945, tức ngày 22 tháng Chạp âm lịch, bộ đội xuất kích thực hiện kế hoạch kết hợp với binh sĩ nội ứng. Một bộ phận nhỏ lợi dụng đêm tối bí mật đột nhập đồn, bất ngờ đánh chiếm nhà chỉ huy, tạo điều kiện cho các hướng cùng xông vào tiến công tiêu diệt. Hai tổ xung phong đi đầu vượt hàng rào kẽm gai vào đến sân đồn trước trại lính thì bị lộ. Địch từ trên chòi canh và trong trại lính chống trả quyết liệt. Cuộc chiến đấu diễn ra từ trước nửa đêm đến 2 giờ sáng. Mặc dù địch bị tổn thất nhưng nhận thấy tình thế có thể bất lợi nếu kéo dài trận đánh, ông Giáp đồng ý với ban chỉ huy cho lui quân trước khi trời sáng, mang theo 5 khẩu súng, một số đạn dược và 3 tù binh. Một tiểu đội trưởng của ta, đồng chí Xuân Trường, hy sinh. Đó là tổn thất đầu tiên của đội trong 3 trận đánh sau ngày thành lập. Vì sao trận tập kích gặp khó khăn ngay từ đầu và không thực hiện được kế hoạch? Tù binh khai rằng từ rất sớm, địch nhận được tin thổ phỉ sẽ về hạ đồn. Toàn trại lính báo động, đêm đó một nửa quân số địch không ngủ, túc trực sẵn sàng chiến đấu. Binh sĩ nội ứng không kịp báo cho ta tình hình thay đổi trước giờ nổ súng. Với một đội quân thơ ấu mới hơn 1 tháng tuổi, đây là một bài học ABC về điều tra nắm tình hình địch trước giờ ra quân. Công tác chính trị tư tưởng của chi bộ hướng vào việc giải thích cho cán bộ và chiến sĩ hiểu vì sao trận đánh không thành và bài học rút ra là gì, để củng cố lòng tin của anh em, nhất là số chiến sĩ mới gia nhập đội.
Võ Nguyên Giáp dành thời gian ghi chép và phân tích những kinh nghiệm đầu tiên của cuộc đời binh nghiệp. Sau này, thực tế cuộc trường chinh 1/3 thế kỷ cho thấy một trong những phong cách lãnh đạo chỉ huy của ông là kịp thời chắt lọc và ghi chép từng kinh nghiệm cụ thể trên mỗi chặng đường chinh chiến của mỗi thời kỳ đối mặt với tướng lĩnh cầm đầu quân đội nhà Nghề của địch. Hàng loạt công trình nghiên cứu về khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng do ông trực tiếp biên soạn hoặc chỉ đạo biên soạn, một kho tàng đồ sộ về kinh nghiệm cầm quân mà Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp để lại cho hậu thế, bắt đầu bằng những bài học vỡ lòng được ghi chép thông qua mấy buổi đầu ra quân. Từ Phay Khắt, Nà Ngần đến Đồng Mu, thắng giòn giã cũng có mà không thành công cũng có. Theo kế hoạch mùa xuân chiến đấu đã thống nhất với Liên Tỉnh ủy, ngay từ trung tuần tháng 2 năm 1945, tức mùng 2 Tết Ất Dậu, toàn đội vừa hành quân về phía Nam vừa triển khai một đợt vũ trang tuyên truyền rầm rộ trên nhiều hướng, từ vùng Tây Bắc Cao Bằng đến phía Nam giáp danh Cao Bằng, Bắc Cạn. Trên từng hướng, các tổ đội vũ trang dùng mọi hình thức để động viên chính trị quần chúng, từ meeting trong từng thôn bản đến dán khẩu hiệu, phân phát truyền đơn kêu gọi nhân dân ủng hộ cách mạng, tham gia đoàn thể cứu quốc, cùng đồng bào cả nước đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập tự do. Đi đôi với việc đẩy mạnh hoạt động vũ trang tuyên truyền, đội trực tiếp giúp các thôn bản về công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ địa phương làm nòng cốt cho phong trào ở cơ sở, đồng thời chọn người phát triển quân giải phóng. So với những ngày nóng bỏng của cuộc khủng bố hồi đầu mùa thu năm trước, phong trào chung trong toàn Liên Tỉnh, nhất là vùng Cao Bằng đã khác hẳn. Rất nhiều cơ sở chính trị quần chúng được phục hồi và phát triển, hòa nhịp với tiếng vang chiến thắng của quân giải phóng đã tác động sâu sắc đến thái độ chính trị của các tầng lớp nhân dân các dân tộc Cao Bắc Lạng. Trong khi quần chúng sôi nổi ủng hộ cách mạng, nô nức đi giải phóng, thì bọn lính đồn nơm lớp lo sợ bị tiến công. Bọn tổng đoàn, xã đoàn, ngay cả những tên Việt gian phản động nổi tiếng ở nhiều địa phương cũng không dám lộng hành như trước. Nhiều phần tử lừng chừng đã ngả dần theo cách mạng. Cục diện chung đó là môi trường thuận lợi cho hoạt động vũ trang tuyên truyền của đội. Từ cuối tháng 2 năm 1945, trước tình hình trong và ngoài nước chuyển biến ngày càng thuận lợi cho phong trào cứu quốc, Liên Tỉnh ủy chỉ thị cho đội đẩy mạnh hoạt động cả chính trị và vũ trang, chuẩn bị sẵn sàng đón thời cơ mới. Hoạt động của đội theo kế hoạch mùa xuân chiến đấu bắt đầu mang nội dung mới. Tiến mạnh về phía Nam, chưa bao giờ bài ca của đội, bài phất cờ Nam tiến lại có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ và thiết thực như những ngày đội tiến nhanh ra trên trục đường từ Ngân Sơn sang Chợ Giã, xuống Chợ Đồn, Chợ Chu. Tiếng hát vang lên sau trận phục kích do đội trưởng Hoàng Sâm chỉ huy, tiêu diệt gọn đoàn xe vận tải của địch trên đường Nà Ngần, Đèo Gió. Tiếng hát lan đến khắp các châu huyện đang nỗ lực thành lập các đội vũ trang riêng của địa phương, những đội quân đàn em như cách nói của cụ Hồ. Một ngày đầu tháng 3, hai ông Phạm Văn Đồng và Vũ Anh đến thăm, đánh dấu một mốc chuyển biến mới trong hoạt động của đội. Các ông thông báo cho ông Giáp và lãnh đạo của đội về cục diện chiến tranh thế giới, tình hình phát triển của phong trào cứu quốc trong cả nước, đặc biệt là những triệu chứng Nhật sắp lật Pháp, đồng thời truyền đạt ý chỉ của ông cụ. Đội phải khẩn trương tiến quân xuống phía Nam, nhanh chóng đánh thông đường liên lạc với miền xuôi. Chỉ vài ngày sau, bà con đi chợ bàn tán về việc quân Nhật kéo về chiếm đồn Nguyên Bình, bắt viên đồn trưởng Pháp làm tù binh. Tin đó khẳng định việc đảo chính Pháp trên phạm vi cả nước. Đội lên đường trong không khí khác hẳn những ngày hành quân đêm, bí mật len lỏi trèo đèo nội suối trước đây. Trên từng chặng đường tiến quân dưới lá cờ đỏ sao vàng dương cao, đội liên tiếp tổ chức những cuộc meeting quần chúng, giải thích rõ về thời cơ chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Công tác binh vận, địch vận đã đem lại kết quả thiết thực. Lính dõng ở các đồn lẻ nộp súng, giao đồn, châu đoàn, xã đoàn, nộp triện. Thực hiện chủ trương nhanh chóng khơi thêm nước cho cá vẫy vùng, sẵn sàng đón thời cơ lớn. Như chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh, đội chia nhiều hướng, tiếp quân mở rộng địa bàn. Hoàng Sâm, Quang Trung tiến xuống Phủ Thông, Bắc Cạn. Hoàng Văn Thái sang Lục An Châu, Lê Thiết Hùng xuống Mạn, Thất Khê, Bình Gia. Địa bàn đang hoạt động của Đàm Minh Viễn và Hoàng Minh Thảo. Lê Quảng Ba theo hướng Bảo Lạc rồi chuyển hướng Tây sang Bắc Mê. Trong khi đó, Võ Nguyên Giáp cùng đại quân tiến thẳng xuống Chợ Giã. Sự xuất hiện của đội quân giải phóng nhanh chóng làm thay đổi toàn diện bộ mặt của huyện lỵ miền ngược này.
chính quyền địch đã hoàn toàn tan rã, binh lính đồn trợ giã xin nộp vũ khí rồi trở về nhà. Viên đồn trưởng người Pháp xin cấp giấy để chạy sang bên kia biên giới Việt Trung. Cờ đỏ sao vàng rợp đường phố, nhân dân đổ ra đường đón bộ đội vào nhà, chăm lo cho anh em nghỉ ngơi ăn uống ân cần chu đáo như đối với người thân đi xa mới về. Và mọi việc quan trọng liên quan đến đời sống chính trị xã hội của địa phương đều được người dân đến xin ý kiến các đồng chí Việt Minh, từ cách tổ chức đoàn thể cứu quốc, cách đề phòng và đối phó nếu quân Nhật kéo đến, cả việc tranh chấp ruộng đất trong địa phương, việc hiếu hỉ của gia đình. Từ thực tế bộ mặt chính trị đã hoàn toàn thay đổi của địa phương, một câu hỏi lớn xuất hiện trong dòng suy nghĩ của Võ Nguyên Giáp. Điều kiện như thế này đã chín muồi để thành lập chính quyền cách mạng ở cấp châu chưa? Một vấn đề rất mới, chưa hề được thảo luận trong liên tỉnh ủy và càng chưa có ý kiến của ông cụ. Phân tích tình hình mọi mặt, ông Giáp thấy rõ ràng là tình hình lúc này, trung tuần tháng 3 năm 1945 đã khác xa so với hồi 1942-1943, khi từng tốp nhỏ của các đội Nam tiến qua vùng này phải lén lút trong rừng sâu, né tránh từng vọng gác nhỏ của lính dõng. Giờ đây, cả đoàn quân đi giữa ban ngày, công khai trên đường phố, suy tính mọi nhẽ, trong lúc tình hình chuyển biến rất khẩn trương từng ngày, mà ông thì không có điều kiện liên lạc với Trung ương hay liên tỉnh ủy, càng không thể xin ý kiến ông cụ. Cuối cùng, Võ Nguyên Giáp đi đến kết luận, tình hình thực tế vùng Chợ Giã này cần và có thể thành lập chính quyền cách mạng. Thực tế lịch sử sau này chứng minh, sự quyết đoán về thời cơ khởi nghĩa từng phần giành chính quyền và thiết lập chính quyền địa phương ở châu Chợ Giã lúc này hoàn toàn phù hợp với nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 5 năm 1941 và phù hợp với cả chủ trương của Thường vụ Trung ương sau ngày đảo chính của Nhật. Sau khi chỉ đạo thành lập chính quyền ở Chợ Giã và giao cho Mai Trung Lâm ở lại giúp đỡ Ủy ban Nhân dân lâm thời địa phương, Võ Nguyên Giáp cùng bộ đội tiến nhanh xuống chợ đồn. Vừa đến nơi nhận được công văn hỏa tốc của lãnh đạo liên tỉnh ủy, ông Giáp rất mừng, nhất là khi đọc câu đầu của nghị quyết liên tỉnh ủy nói về vấn đề chớp thời cơ. Đánh đổ chế độ thống trị của Pháp ở Hương Thôn, rồi tùy nơi sẽ thành lập chính quyền nhân dân từ cấp xã đến cấp châu, huyện, phủ hoặc cấp tỉnh. Liên tỉnh ủy còn cho biết, từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp, các đội vũ trang Cao Bằng đã hạ hàng loạt đồn địch, thu hàng ngàn súng không chỉ có lính dõng, lính khố xanh, khố đỏ, mà chủ yếu của từng đoàn quân Pháp nối tiếp tháo chạy sang bên kia biên giới. Bọn chỉ huy Pháp như viên quan Tư Dơn ở Cao Bằng và viên quan 2 Pontich ở Bắc Cạn đều không dám hưởng ứng lời kêu gọi của ta cùng hợp tác đánh Nhật. Cuối tháng 3, Võ Nguyên Giáp cùng đại quân về đến chợ Chu. 3 tuần phất cờ Nam tiến của giải phóng quân là quá trình phối hợp với cứu quốc quân và nhân dân các dân tộc Việt Bắc tạo nên một cục diện hoàn toàn mới trên căn cứ địa cách mạng. Trong khi phong trào cách mạng ở Cao Bằng như nước vỡ bờ, toàn bộ các châu Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng và một phần các châu Bảo Lạc, Quảng Yên, Trùng Khánh, chính quyền đã về tay nhân dân, thì lui về phía Nam, chính quyền ở các xã trong toàn tỉnh Thái Nguyên và nhiều nơi ở Tuyên Quang đã được thành lập. Các đội giải phóng quân từ trên xuống, các đội cứu quốc quân từ dưới lên đã có mặt ở nhiều châu lỵ, huyện lỵ thuộc Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Nghị quyết tháng 5 năm 1941 của Trung ương về chiến tranh du kích cục bộ khởi nghĩa từng phần, giành và thiết lập chính quyền cách mạng ở cơ sở đã trở thành hiện thực trên nhiều vùng rộng lớn ở Việt Bắc. Việc liên lạc với Trung ương ở miền xuôi cũng đã thông suốt. Đầu tháng 4, Võ Nguyên Giáp nhận được thư của Tổng Bí thư Trường Chinh triệu tập về họp hội nghị quân sự Bắc Kỳ. Ông biên thư lên Cao Bằng báo cáo tình hình rồi lên đường đi họp. Hồi tưởng lại tâm trạng của con người vùng cao vừa hạ sơn, đặt chân trên con đường mỗi lúc một thấy gần miền xuôi. Sau này Võ Nguyên Giáp nhớ lại cảm xúc lúc đó. Đã mấy năm nay mới lại nhìn thấy cánh đồng xanh chạy dài tít tắp đến chân trời. Đồng chí giao thông dẫn Võ Nguyên Giáp đến thôn Liễu Ngạn, xã Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Chiều ngày 14 tháng 4, những người được triệu tập về dự hội nghị đã có mặt đông đủ. Ông đặc biệt vui mừng, lần đầu tiên được gặp nhiều đồng chí lãnh đạo các địa phương, quen cũ có, mà người lần đầu cũng có, mà lại gặp giữa những lúc cách mạng đang lên tiến tới cao trào. Trả lời các ông về tin tức của Nguyễn Ái Quốc, Võ Nguyên Giáp cho biết ông cụ đang ở Hoa Nam, gặp gỡ đại diện của đồng minh. Trước khi hội nghị thảo luận dự thảo nghị quyết do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày, Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình phong trào cách mạng và những hoạt động của Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại Cao Bắc Lạng.
Chu Văn Tấn báo cáo hoạt động của cứu quốc quân tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang. Hội nghị phân tích triển vọng một phong trào kháng Nhật cứu quốc đang cuồn cuộn dâng cao, ưu khuyết điểm của phong trào và thảo luận sôi nổi về việc quân đồng minh có vào Đông Dương hay không. Trên cơ sở nhận định, tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các nhiệm vụ quan trọng và cần kíp trong lúc này. Hội nghị quyết nghị những vấn đề trực tiếp liên quan đến việc gấp rút tạo thời cơ và kịp thời nắm bắt thời cơ, sẵn sàng phát động tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước. Ủy ban quân sự Bắc Kỳ được thành lập để phụ trách chỉ huy các chiến khu miền Bắc Đông Dương, đồng thời có nhiệm vụ giúp đỡ cho toàn quốc về mặt quân sự trong quá trình chuẩn bị và thực hành tổng khởi nghĩa. Hội nghị diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 năm 1945. Ngoài giờ họp, các ông thường nói cho nhau nghe tình hình phong trào các địa phương. Một lần, đang lúc nói về cuộc khủng bố của Nhật Pháp ở Hà Nội, ông Trường Chinh bỗng nhắc đến chuyện chị Quang Thái bị địch bắt năm 1941. Chúng đã dùng mọi cực hình tra tấn, hòng lần ra đường dây liên lạc với ông Hoàng Văn Thụ. Chị Quang Thái đã giữ trọn khí tiết, một lời không công khai và đã mất ở trong ngục. Ông Trường Chinh không ngờ đây là lần đầu tiên ông Giáp nghe tin đau buồn này. Tin quá đột ngột làm cho Võ Nguyên Giáp nặng người, bàng hoàng đi sang buồng bên, bao kỷ niệm trở lại trong ký ức. Ông nhớ lại hình ảnh từ những ngày đầu gặp nhau ở Huế cho đến khi bé Hồng Anh ra đời và ông lên đường sang Trung Quốc. Càng suy nghĩ, Võ Nguyên Giáp càng không tin rằng người vợ thân yêu của mình đã mất. Ông bỗng nhớ lại bài thơ chị Thái làm 15 năm trước khi hai người cùng bị giam trong nhà lao Thừa Phủ ở Huế. Bài thơ nói lên lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của người phụ nữ đảng viên cộng sản trẻ tuổi. Mấy tháng sau, trong cao trào tổng khởi nghĩa, mỗi khi nghĩ đến chị Nguyễn Thị Quang Thái, Võ Nguyên Giáp vẫn không tin rằng ông sẽ không bao giờ còn được gặp lại người vợ thân yêu của mình. Điều đáng tiếc là thực tế lại không thuận theo điều suy nghĩ của ông. Đúng là Quang Thái đã mất trong nhà lao Hòa Lò, Hà Nội, tháng 5 năm 1941, chỉ vài tuần sau khi người chị Nguyễn Thị Minh Khai bị đế quốc Pháp xử bắn tại Hóc Môn. Những ngày ở Tân Trào, họp xong hội nghị quân sự Bắc Kỳ, Võ Nguyên Giáp trở về chợ Chu để chuẩn bị gấp cho việc thống nhất lực lượng vũ trang. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, lễ thành lập Việt Nam Giải phóng quân được tổ chức trọng thể tại Định Biên Thượng, chợ Chu, Thái Nguyên. 13 đại đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quân được thống nhất thành bộ đội chủ lực đầu tiên của cả nước với tên chung là Việt Nam Giải phóng quân. Dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh miền Bắc gồm Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh và Chu Văn Tấn. Các đội vũ trang trong huyện, tỉnh và các chiến khu cũng thống nhất mang tên Giải phóng quân. Thế là chỉ mới nửa năm qua, đội quân nhỏ bé cụ Hồ giao cho Võ Nguyên Giáp tổ chức đã lớn lên một bước quan trọng, đúng như dự kiến của ông cụ trong chỉ thị thành lập đội cuối năm trước. Đêm ấy, anh Văn ngủ không yên giấc, anh nghĩ đến nhiệm vụ nặng nề của Việt Nam Giải phóng quân trong công cuộc tổng khởi nghĩa sắp tới của toàn dân. Thức dậy, anh nhận được thư hỏa tốc của Liên tỉnh ủy báo tin ông cụ đã từ nước ngoài về đến Cao Bằng và đầu tháng 5 đã rời khỏi Khuẩy Lậm, Bắc Bó về xuôi. Dự đoán, lúc này có thể cụ đã qua chợ Đồn, Võ Nguyên Giáp vội lên đường theo hướng Bản Cóc để chờ đón ông cụ. Ngày 17, đến Nà Kiến thuộc xã Nghĩa Tá thì gặp cụ Hồ đang hành quân cùng đoàn tùy tùng hơn 20 người, có cả mấy người nước ngoài, cùng một máy thông tin rất nặng phải thồ bằng ngựa. 8 tháng kể từ ngày nhận trọng trách cầm quân, đến nay Võ Nguyên Giáp mới gặp lại được người thầy, người đồng chí cao tuổi của mình. Ông thấy cụ Hồ hơi gầy, dáng mệt mỏi sau hơn 10 ngày hành quân đường dài, nhưng cặp mắt sáng luôn ánh lên niềm vui. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình chung và nhất là kết quả hội nghị quân sự ở Hiệp Hòa, cụ Hồ chỉ thị chọn ngay một địa điểm có cơ sở chính trị quần chúng vững chắc, địa hình thuận lợi, tiện đường liên lạc với miền xuôi, làm trung tâm chỉ đạo phong trào. Từ Nghĩa Tá, ông Giáp trở lại Kim Quang Thượng trao đổi với ông Song Hào và ban lãnh đạo phân khu Nguyễn Huệ. Mọi người thống nhất đề nghị ông cụ chọn Tân Trào, tức Tân Lập thuộc huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, một vùng rừng núi giữa Tuyên Quang và Thái Nguyên, rất xa đường cái. Sau khi cùng Song Hào, Tạ Xuân Thu và Lê Trung Đình đến Tân Trào, nắm lại tình hình và dự kiến sắp xếp nơi ở và làm việc, Võ Nguyên Giáp quay trở lại Bản Cóc đón cụ Hồ.
Chiều ngày 21 tháng 5, sau khi đến Tân Trào, ông Giáp bố trí ông cụ và hai báo vụ viên cùng với điện đài ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự và giao cho ông Đinh Đại Toàn chăm nom việc ăn ở. Mấy ngày sau, cụ Hồ cùng ông Nguyễn Tiến Sự lên khu rừng Nà Lừa cách làng chừng 1 km tìm nơi làm lán. Từ cuối tháng 5 năm 1945, lán Nà Lừa trở thành đại bản doanh của vị tổng tư lệnh tối cao của dân tộc, nơi quyết định mọi chủ trương dẫn đến thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Cũng từ đây, lán Nà Lừa cùng với nhiều địa danh khác trong cả nước đi vào lịch sử khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng Việt Nam. Ngày 4 tháng 6, cụ Hồ triệu tập cuộc hội nghị cán bộ đầu tiên ở Tân Trào. Các ông Trường Chinh và Nguyễn Lương Bằng từ miền xuôi lên, ông Hoàng Quốc Việt mới từ Hoa Nam về cũng có mặt. Sau khi Tổng Bí thư Trường Chinh báo cáo toàn bộ những chủ trương nghị quyết của Trung ương, trong đó có chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ngày 12 tháng 3 năm 1945 và tình hình phong trào cách mạng chung trong cả nước, ông Võ Nguyên Giáp báo cáo về hội nghị quân sự Bắc Kỳ và tình hình cụ thể phong trào hai căn cứ cách mạng ở Việt Bắc. Cụ Hồ tán thành đường lối của Trung ương vì phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Cụ nhận xét chỉ thị ngày 12 tháng 3 năm 1945 là kịp thời và nêu ý kiến sửa đổi một vài điểm của nghị quyết hội nghị quân sự Bắc Kỳ. Cụ chỉ thị nên sáp nhập hai chiến khu ở hai vùng thuộc Việt Bắc lại thành một căn cứ địa kháng Nhật duy nhất. Lúc này, vùng giải phóng đã rộng lớn, bao gồm nhiều địa bàn rừng núi thuộc các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên và một số vùng thuộc Bắc Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái, địa thế liên hoàn. Cho nên ta cần thành lập một khu căn cứ lớn, lấy tên là khu giải phóng để hiệu triệu phong trào kháng Nhật trong cả nước. Thực hiện nghị quyết ngày 4 tháng 6 và 10 chính sách lớn của mặt trận Việt Minh, khu giải phóng ra đời và được khẩn trương xây dựng thành một căn cứ địa vững chắc về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa. Tân Trào trở thành thủ đô của khu giải phóng và là trung tâm liên lạc giữa cụ Hồ với Trung ương ở miền xuôi, với các chiến khu trong cả nước và với phái bộ Mỹ ở Côn Minh, Trung Quốc. Ủy ban chỉ huy lâm thời khu giải phóng được thành lập, Võ Nguyên Giáp được chỉ định làm thường trực ủy ban, đặc trách vấn đề quân sự. Hoạt động chủ yếu của ông Giáp lúc này là chuẩn bị lực lượng vũ trang để sẵn sàng cùng toàn dân thực hiện chủ trương tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ông tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng và chỉnh đốn cả Việt Nam giải phóng quân và tự vệ du kích địa phương. Ông đặc biệt coi trọng khâu đào tạo cán bộ cơ sở và việc thiết lập hệ thống tổ chức đảng và công tác chính trị trong giải phóng quân. Theo nghị quyết hội nghị quân sự Bắc Kỳ, ông cùng ông Khang, tức Hoàng Văn Thái, tổ chức và trực tiếp chỉ đạo trường quân chính kháng Nhật. Trường đào tạo cán bộ quân chính sơ cấp tương đối có hệ thống đầu tiên của quân đội cách mạng Việt Nam, làm nòng cốt cho hoạt động của giải phóng quân trong cao trào tổng khởi nghĩa sắp tới. Hai khóa huấn luyện mở ra liên tiếp ở Khuẩy Kịch, cách Tân Trào chừng 3 km. Học sinh trường quân chính kháng Nhật gồm những cán bộ trẻ do các địa phương chọn gửi đi học. Ông Giáp và ông Thái trực tiếp tìm hiểu lý lịch từng người. Số khá đông mới tham gia phong trào từ khoảng cuối năm 1944, đầu năm 1945, đặc biệt là sau đảo chính của Nhật. Nhiều học sinh cũ của trường Thăng Long, Hà Nội được gặp lại thầy Giáp và cách xưng hô trong hoàn cảnh mới cũng có thay đổi. Số đông gọi là thầy xưng em, cũng có người gọi là đồng chí xưng tôi. Năm ấy, Võ Nguyên Giáp ở tuổi 34, còn học sinh phổ biến kém thầy một giáp, tuổi chừng 18 đến 25. Gọi là trường quân chính nhưng thực ra học sinh được học chính nhiều hơn quân. Những buổi lên lớp của ông Giáp và các đồng chí Trung ương về chương trình Việt Minh, 10 chính sách lớn của mặt trận Việt Minh, chủ trương chuẩn bị tiến tới toàn dân khởi nghĩa, những kinh nghiệm thực tế về công tác vận động quần chúng, kinh nghiệm 3 trận đánh đầu tiên của giải phóng quân chiếm khá nhiều thời gian so với những buổi học tập về động tác quân sự cơ bản. Cũng vì vậy, rất lâu trong cuộc đời hoạt động của mình, các học sinh quân chính Tân Trào hồi đó, dù sau tổng khởi nghĩa hoạt động trong ngành gì, vẫn còn giữ mãi kỷ niệm khó quên về thầy Võ, anh Văn. Một trong những kỷ niệm sâu sắc về chiến khu Việt Bắc là câu chuyện về ông già làm ruộng ở Tân Trào. Chẳng là khoảng đầu tháng 7 năm 1945, khi khóa 1 vừa khai giảng, cụ Hồ quyết định chọn chừng 10 học sinh có trình độ học vấn khá đi dự lớp huấn luyện đặc biệt, sau mới rõ là khóa đào tạo tình báo báo vụ viên.
Chiều hôm đó, số học sinh này từ khuổi kịch ra Tân Trào đang ngồi đợi ở nhà đồng bào để được dẫn tiếp đến nơi tập trung thì ông Giáp đến thăm. Cùng lên nhà sàn có một ông cụ già mặc quần áo chàm chống gậy, đi giày vải đen kiểu tàu. Ông Giáp giới thiệu đây là một lão nông địa phương hết lòng ủng hộ Việt Minh. Thấy anh em đến, tiện đường đi qua, cụ ghé vào thăm. Ta cứ bắt trước, bà con địa phương gọi cụ là cụ ké. Sau khi ông Giáp và ông cụ ra về, anh em học sinh bàn tán xung quanh vấn đề ông cụ là ai. Anh em có nhiều lý lẽ để khẳng định rằng ông ké không phải là lão nông địa phương. Cụ nói tiếng Kinh rất giỏi. Cụ hỏi rất kỹ về tình hình Hà Nội, lại còn nói anh em vẽ cho một bản đồ để khi nào có dịp về chơi. Khi tranh luận, anh em Kim Hùng, Tuấn Khanh, người Cao Bằng úp mở nói, ông ké là bạn của Nguyễn Ái Quốc. Hà Sĩ Bội, người Bắc Cạn thì tỏ ra hiểu biết, nói ông ké là Nguyễn Ái Quốc đấy. Cuộc tranh luận chưa ngã ngũ thì hôm sau anh em được lệnh ra chỗ cây đa để có người dẫn lên chỗ tập trung. Đến bãi trống gần cây đa đã thấy ông Giáp và cụ lao nông ở đấy. Sau khi ông Giáp dặn dò mọi người về tinh thần học tập, ý thức kỷ luật, ông cụ chỉ dặn thêm một điều, đó là vấn đề đi đại tiện. Cụ nói, bà con địa phương người ta sợ phân lắm, đi đại tiện các đồng chí phải lấy cuốc đào đất rồi đi đại tiện xong lấp đất lại, vừa vệ sinh vừa làm cho đất thêm tốt. Có lẽ từ hố mèo trong bộ đội ta cũng bắt nguồn từ đấy. Anh em lên đường đến nơi tập trung và tất nhiên chuyện thắc mắc hôm qua chưa được giải đáp. Ông cụ đi cùng nhóm thanh niên học sinh và thêm một điều ngạc nhiên nữa xảy ra. Đến bờ suối Là Lừa, cụ dừng lại nói chuyện với mấy người nước ngoài bằng tiếng Anh. Mọi người dỉ tai nhau, rõ ràng không phải là lão nông địa phương rồi, nhưng ông cụ là ai thì do nguyên tắc bí mật hồi bấy giờ, chẳng ai dám hỏi, mà có hỏi cũng chẳng ai giải đáp được. Mãi một năm sau, tháng 8 năm 1946, nhân kỷ niệm một năm cách mạng tháng 8, do tổng biên tập báo Cứu Quốc là Xuân Thủy gợi ý, một học sinh khóa 1 quân chính Tân Trào mới viết một bài ôn lại những kỷ niệm về ông già làm ruộng ở Tân Trào, đăng mấy số liền trên báo Cứu Quốc tháng 8 năm 1946. Có thể nói, đó là một trong những trang hồi ký sớm nhất viết về cụ Hồ. Tất nhiên, khi viết, tác giả bài báo đã biết ông cụ là ai. Xin trở lại câu chuyện ông Giáp ở Tân Trào. Từ cuối tháng 3 để ổn định hậu phương, sau khi hất cản Pháp, bọn cầm đầu quân Nhật luôn phái những đơn vị nhỏ đi tuần tiễu và càn quét tại nhiều châu huyện trong vùng giải phóng Việt Bắc và thường bị quân ta chặn đánh. Nhiều trận phục kích diễn ra ở Đèo Khế, đường Thái Nguyên, Tuyên Quang không xa trung tâm Tân Trào. Vùng thường xuyên xảy ra các trận chiến đấu giữa giải phóng quân và quân Nhật là vùng Chợ Chu và dọc đường số 3 Thái Nguyên Bắc Cạn và dọc bờ sông chảy từ Yên Bình đến Đoan Hùng, phía nam thị xã Tuyên Quang. Hạ tuần tháng 6, có tin địch huy động một lực lượng lớn sắp tiến công vào căn cứ Tân Trào Hồng Thái. Có ý kiến đề nghị cụ Hồ tạm di chuyển sâu vào rừng để bảo đảm an toàn, nhưng cụ nói, địch không thể vào tới đây nếu ta quyết tâm chiến đấu và biết tổ chức đánh chặn chúng lại. Mặc dù lực lượng ta rất nhỏ và cụ vẫn ở lán Là Lừa, không di chuyển, ông Giáp chỉ thị cho ông Trần Thế Môn chỉ huy đơn vị giải phóng quân bảo vệ căn cứ, chọn địa hình có lợi, kiên quyết ngăn chặn, nhất là ở đèo chắn trên con đường duy nhất địch phải đi qua từ huyện lỵ Sơn Dương vào Tân Trào. Đồng thời chỉ đạo việc tổ chức nhân dân làm vườn không nhà trống và tạm sơ tán vào sâu trong rừng. Giải phóng quân kiên trì bình tĩnh chờ đợi và chỉ nổ súng khi quân Nhật lọt vào trận địa phục kích. Bị đánh bất ngờ, địch dựa vào hỏa lực mạnh cố đẩy lùi quân ta nhưng cuối cùng phải rút chạy về hai hướng Tuyên Quang và Thái Nguyên. Ngày 17 tháng 7, theo kế hoạch đã thống nhất giữa cụ Hồ ở Tân Trào và Bộ Tư lệnh Mỹ ở Côn Minh, đội quân Con Nai gồm một sĩ quan tình báo Mỹ do thiếu tá A. Thomas chỉ huy nhảy dù xuống Tân Trào phối hợp cùng ta đánh Nhật. Ngay hôm đó, ông Lê Giản phát hiện và báo cáo với ông Giáp rằng trong toán nhảy dù thứ nhất, ngoài Thomas và hai người Mỹ còn có viên trung úy người Pháp là Montfort và hai hạ sĩ quan người Việt thuộc Mission 5, một tổ chức tình báo của Pháp ở Hoa Nam. Ông Giáp báo cáo với cụ Hồ và nói thẳng với đại đội trưởng Thomas để trả ba người đó về Côn Minh. Những ngày sau đó, ông thường làm việc với Thomas, thống nhất về địa bàn hoạt động của đội Con Nai, về việc tiếp nhận vũ khí do Mỹ thả dù xuống và kế hoạch huấn luyện cho các chiến sĩ giải phóng quân.
Ngày 21 tháng 7, Đại đội Quang Trung, hồi đó gọi là Đại đội Việt Mỹ, được tổ chức gồm 200 chiến sĩ giải phóng do Đàm Quang Trung làm đội trưởng và Thomas làm tham mưu trưởng. Ngay sau đó, việc huấn luyện bắt đầu và kéo dài đến ngày 15 tháng 8 chủ yếu là cách sử dụng vũ khí mới của Mỹ. Nhóm công tác của Thomas thường đi lại trong vùng Chợ Chu, Sơn Dương. Một số học sinh quân chính biết tiếng Anh được phân công đi cùng làm phiên dịch, làm công tác bảo vệ và quan hệ với địa phương. Ông Giáp rất chu đáo trong việc giao nhiệm vụ cho những cán bộ trẻ, chưa hề tiếp xúc với sĩ quan quân đội nước ngoài. Không những ông đề ra những yêu cầu bảo đảm bí mật, mà thường nhắc về thái độ đối với những người bạn phương Tây đang cùng hợp tác đánh Nhật. Họ là khách, ta là chủ. Dù họ là đồng minh, nhưng là sĩ quan quân đội đế quốc, ta là cán bộ quân đội cách mạng. Điều lo lắng của Võ Nguyên Giáp lúc này là sức khỏe của cụ Hồ. Từ tháng 7, cụ Hồ đã bị sốt nóng hay mê sảng. Nhưng mỗi khi cụ tỉnh, cụ lại dặn dò công việc. Sau này, ông Giáp kể lại, một buổi tối thấy cụ rất mệt, ông quyết định đêm đó ở lại với cụ Hồ trên lán Là Lừa. Vừa ăn xong lưng bát cháo do chị Minh Châu, thư ký văn phòng nấu từ dưới làng mang lên, cụ thấy tỉnh táo và lại trao đổi ý kiến ngay về công việc. Và một câu nói của Hồ Chí Minh với Võ Nguyên Giáp đã đi vào lịch sử. Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh đến đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Ý kiến khẳng định về thời cơ chiến lược đó càng đốc thúc Võ Nguyên Giáp khẩn trương mở khóa 2 quân chính kháng Nhật, khẩn trương chuẩn bị lực lượng vũ trang ở Tân Trào cũng như các địa bàn khác trong toàn khu giải phóng. Nòng cốt đội quân chủ lực lúc này đã được tổ chức thành một chi đội tương đương với một tiểu đoàn ngày nay, do Lâm Cẩm Như, tức Lâm Kính, làm chi đội trưởng. Các đại đội trưởng là Vi Dân, Đàm Quang Trung và Đàm Quốc Chủ. Đại đội Đàm Quang Trung đứng chân ở trung tâm căn cứ Tân Trào. Từ đầu tháng 8, tình hình chuyển biến hết sức khẩn trương. Qua tin tức, đài phát thanh nước ngoài được biết hội nghị Potsdam giữa các cường quốc đã bế mạc ngày 2 tháng 8. Trong quá trình họp, ngoài những thỏa thuận về chính sách hậu chiến đối với Đức và châu Âu, ngày 26 tháng 7, hội nghị còn ra tuyên bố đòi chính phủ Nhật phát ngay lệnh đầu hàng không điều kiện với tất cả các lực lượng vũ trang Nhật Bản, rồi liên tiếp tin Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, tin Liên Xô tuyên chiến với Nhật. Trước những chuyển biến mau lẹ của cục diện chung, cụ Hồ chỉ thị cho Võ Nguyên Giáp viết thư hỏa tốc đi các nơi thúc giục các đại biểu nhanh chóng về họp hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân. Cụ bảo, nên họp ngay và cũng không nên kéo dài hội nghị. Chúng ta cần tranh thủ từng giây từng phút, tình hình sẽ chuyển biến nhanh chóng, không để lỡ cơ hội. Trong các ngày 12 và 13 tháng 8, có tin Nhật gửi công hàm cho Tứ Cường, nói sẵn sàng chấp nhận bản tuyên bố Potsdam. Cụ Hồ, theo chủ trương đã thống nhất với Thường vụ Trung ương từ trước, quyết định phát động tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước và thành lập chính phủ lâm thời. Lúc đầu, dự kiến hội nghị toàn quốc của Đảng họp chậm lại vì còn phải đợi một số đại biểu ở xa. Nhưng do thấy trước khả năng Nhật Hoàng sắp đầu hàng đồng minh nên cụ Hồ chỉ thị cần họp ngay trong ngày 13 tháng 8, hôm hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc. Vì mệt, cụ Hồ không đến dự được, Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì hội nghị, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng làm thư ký. Trong báo cáo của mình, ông Trường Chinh nhấn mạnh tình thế cấp bách, phải nắm đúng thời cơ, phát động nhân dân nổi dậy giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào. Đó là khả năng duy nhất để giành độc lập dân tộc. Hội nghị trải qua 3 ngày nghe báo cáo, thảo luận, thông qua nghị quyết và bầu 4 ủy viên bổ sung vào Ban chấp hành Trung Đảng, trong đó có Võ Nguyên Giáp. Sáng ngày 15, sau khi nghe đài phát thanh Tokyo truyền đi lời tuyên bố chính thức của Nhật Hoàng xin chấp nhận bản tuyên bố Potsdam ngày 26 tháng 7, cụ Hồ đề nghị hội nghị toàn quốc nên mau chóng kết thúc để các đại biểu kịp về lãnh đạo địa phương khởi nghĩa giành chính quyền. Buổi chiều, khi hội nghị bế mạc tuy còn rất mệt, cụ Hồ cũng gắng tới gặp và dặn dò các đại biểu. Cụ nhấn mạnh vấn đề mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thành sức mạnh vô địch để giành bằng được độc lập dân tộc. Ngày 13 tháng 8, theo chỉ thị của cụ Hồ, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và thông qua quân lệnh số 1 do Trần Huy Liệu dự thảo. 11 giờ đêm hôm đó, Ủy ban khởi nghĩa ban bố quân lệnh, hạ lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước. Hai hôm sau, qua đài của đội Con Nai, cụ Hồ nhân danh Ủy ban dân tộc giải phóng của mặt trận Việt Minh, yêu cầu nhà cầm quyền Hoa Kỳ thông báo cho Liên Hợp Quốc rằng: "Chúng tôi đã đứng về phía Liên Hợp Quốc chống lại bọn Nhật.
Nay Nhật Bản đã đầu hàng, chúng tôi yêu cầu Liên Hợp Quốc thực hiện lời hứa long trọng của mình là tất cả các dân tộc đều được hưởng dân chủ và độc lập. Nếu Liên Hợp Quốc không thực hiện cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, thì chúng tôi sẽ kiên quyết chiến đấu cho đến khi giành được độc lập hoàn toàn. Hội nghị toàn quốc của Đảng vừa bế mạc thì hôm sau, ngày 16 tháng 8, Đại hội Quốc dân khai mạc ở Đình Tân Trào. Hơn 60 đại biểu ở 3 miền đất nước, đại biểu các đoàn thể, các dân tộc, các tôn giáo, đại biểu kiều bào ở nước ngoài đã về dự đại hội. Thật là một hội nghị long trọng chưa từng có trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đó là nhận xét của Võ Nguyên Giáp trong bài Khu Giải Phóng in trên báo Cứu Quốc năm 1946 nhân kỷ niệm 1 năm cách mạng tháng 8. Trong số 60 đại biểu về dự quốc dân đại hội, nhiều nhân sĩ, trí thức và bạn bè rất vui khi gặp lại Võ Nguyên Giáp sau 5 năm biến khỏi Hà Nội. Sau khi biểu thị nhất trí với chủ trương của mặt trận Việt Minh, đại hội cử ra Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do cụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch, thống nhất quốc kỳ quốc ca. Ông Nguyễn Lương Bằng kể lại, từ khi về nước, đây là lần đầu tiên bác tiếp xúc với một đại hội đại biểu nhân dân. Hôm ấy, ban tổ chức, cụ thể là đồng chí Phạm Văn Đồng, giới thiệu bác là Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng lão thành, nhiều đại biểu không khỏi ngạc nhiên vì chưa nghe tên Hồ Chí Minh bao giờ. Một số người cũng đã thì thầm bàn tán về bác mà người ta gọi là ông Ké Tân Trào. Mấy đại biểu kháo nhau, cụ Nguyễn Ái Quốc đấy, hồi ấy chưa có tục vỗ tay, nhưng khi nghe giới thiệu bác, các đại biểu đều rất hân hoan. Đại hội đang họp thì đoàn đại biểu nhân dân Tân Trào gồm cả gái trai, già trẻ đến chào mừng đại hội. Cụ Hồ chỉ vào các cháu bé gầy gò vàng vọt, nói với các đại biểu: nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao cho các em bé có cơm no, có áo ấm, được đi học, không lam lũ thế này mãi. Câu nói giản dị khiến các đại biểu hết sức cảm động. Chiều ngày 16, trước giờ bế mạc, các đại biểu đại hội tề tựu gần cây đa Tân Trào tiễn đưa bộ đội xuất quân. Đúng 14 giờ 30 phút, dưới lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn, một đại đội giải phóng quân đội ngũ chỉnh tề dưới quyền chỉ huy của đại đội trưởng Đàm Quang Trung lắng nghe Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc đọc bản quân lệnh số 1. Sau đó, ông giao nhiệm vụ cho bộ đội về giải phóng Thái Nguyên, một vị trí quan trọng ở Nam căn cứ địa Việt Bắc. Ông cũng thông báo cho bộ đội biết mấy ngày qua, nhân dân địa phương trên khắp 3 miền đất nước đã giành được chính quyền. Riêng trên địa bàn rừng núi phía Bắc, quân giải phóng liên tiếp hạ nhiều đồn của quân Nhật còn lại ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái. Trong không khí trang nghiêm của buổi xuất quân, đại đội trưởng Đàm Quang Trung thay mặt anh em hứa với đại biểu quyết tâm chiến đấu cùng nhân dân giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngay sau đó, bộ đội lên đường, các đại biểu vẫy tay tiễn anh em cho đến khi người chiến sĩ cuối cùng khuất vào trong cánh rừng. Sáng ngày 17, Ủy ban Giải phóng Dân tộc ra mắt quốc dân và làm lễ tuyên thệ trước đình Tân Trào. Cụ Hồ thay mặt Ủy ban hướng lên lá cờ đỏ sao vàng trên trước đình, đọc lời tuyên thệ. Ông Nguyễn Lương Bằng nhớ lại, đại ý: chúng tôi là những người được quốc dân đại biểu bầu vào Ủy ban Giải phóng Dân tộc để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta. Dưới lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, quyết không lùi bước, xin thề. Các đại biểu đồng thanh hô xin thề, trong khi đội vũ trang bắn một loạt súng chào mừng Ủy ban Giải phóng. Ngày 18, cụ Hồ nhân danh Ủy ban Giải phóng Dân tộc và cũng thông qua đài vô tuyến của người Mỹ ở Tân Trào và Côn Minh, gửi thông điệp cho các nước đồng minh. Theo Saplan thì bức thông điệp đã đến tay đại diện của Pháp là Lê Ông, Pin Hồng và Giang Strangtely, nhưng rồi cũng không có hồi âm. Đại hội bế mạc cũng là lúc tổng khởi nghĩa đang diễn ra dồn dập và liên tiếp giành được thắng lợi trên nhiều địa phương trong cả nước. Từ Tân Trào đến Hà Nội, trên đường tiến quân về giải phóng Thái Nguyên, ông Võ Nguyên Giáp không hề biết rằng đúng vào lúc này, Tổng thống Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp là De Gaulle cũng vừa chỉ định đô đốc Đắc Giang Lier và tướng 4 sao Leclerc với chức danh tổng chỉ huy đem quân viễn chinh Pháp trở lại Đông Dương. Một sự trùng hợp kỳ lạ, cùng một ngày hai cuộc ra quân nhằm hai mục đích đối nghịch, một bên là giải phóng chính nghĩa và một bên là xâm lược phi nghĩa. Cuộc đời trường chinh suốt 1/3 thế kỷ của Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ cái ngày 16 tháng 8 khó quên đó,
chỉ còn chừng 10 ngày nữa, ông tròn 34 tuổi. Chiều ngày 19, khi đại đội Đàm Quang Trung đến Thịnh Đán, sát thị xã Thái Nguyên, thì đại đội Vi Dân từ Đại Từ và đại đội Đàm Quốc Chủng từ Chợ Chu cũng đã về hội quân. Toàn chi đội dưới quyền chỉ huy của chi đội trưởng Lâm Kính, một đơn vị quân giải phóng ở Bắc Giang cũng đã lên tập kết ở Gia Sàng, đảm nhiệm việc ngăn chặn quân địch từ Hà Nội lên Tăng Viện. Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy trận chiến đấu giải phóng Thái Nguyên. Ban tỉnh ủy lâm thời Thái Nguyên cũng có mặt ở sở chỉ huy của quân giải phóng đặt tại nhà bưu điện thị xã. Quân Nhật và bảo an binh ở thị xã Thái Nguyên đóng thành hai cụm. Cụm 1 chừng 120 lính Nhật tập trung ở trại Khố Xanh cũ và dinh công sứ trên đồi cao. Ngoài ra còn một số tốp lính Nhật đóng lẻ tẻ tại các chốt giao thông quan trọng trong thị xã. Cụm 2 chừng 400 lính bảo an đóng tập trung ở trại lính Tây cũ. Quá trình chuẩn bị trận đánh, giải phóng quân được các công chức sở công chính Thái Nguyên giúp những tấm bản đồ khá chi tiết của thị xã. Thanh niên tình nguyện dẫn đường cho quân giải phóng. 4 giờ sáng ngày 20 tháng 8, bộ đội đã sẵn sàng ở các vị trí chiến đấu. 5 giờ 30 phút, Bộ Chỉ huy quân khởi nghĩa đưa tối hậu thư cho tỉnh trưởng Bùi Huy Lượng. Ông ta nhanh chóng trao chính quyền cho Ủy ban khởi nghĩa, đồng thời Quản Khiêm, chỉ huy bảo an ninh ở thị xã cũng trao đồn và toàn bộ vũ khí cho quân cách mạng. Ông Phan Mỹ, phái viên Bộ Chỉ huy quân giải phóng, hướng dẫn thanh niên tập trung 600 khẩu súng chiến lợi phẩm trở về phía nam thị xã. Với số vũ khí thu được, Võ Nguyên Giáp cho tổ chức thêm một chi đội mới. Chi đội 4 gồm đại đội Quang Trung, bộ đội Bắc Giang mới lên, tự vệ thị xã, thanh niên mới nhập ngũ và cả một số bảo an binh đã ngã theo cách mạng. Đàm Quang Trung được cử làm chi đội trưởng chi đội 4. Lúc này, chính quyền lâm thời của tỉnh đã được thành lập và bắt đầu hoạt động. Trật tự an ninh toàn thị xã được bảo đảm, cuộc sống của nhân dân vẫn ổn định. 8 giờ sáng ngày 20 tháng 8, trong lúc các vị trí của quân Nhật đã bị bao vây chặt, Bộ Chỉ huy quân giải phóng cử tỉnh trưởng Bùi Huy Lượng cùng một số cán bộ quân giải phóng mang tối hậu thư vào trại gặp viên thiếu tá chỉ huy quân Nhật. Tối hậu thư do ông Võ Nguyên Giáp nhân danh Ủy ban Khởi nghĩa và quân giải phóng Việt Nam ký tên nói rõ: Nhật Hoàng đã đầu hàng đồng minh, những người cách mạng Việt Nam không hiềm thù gì với nhân dân Nhật Bản. Mong anh em chớ bắt buộc chúng tôi phải gây ra cuộc đổ máu. Quân Khởi nghĩa đề ra yêu cầu quân đội Nhật Bản ở thị xã Thái Nguyên trao vũ khí, sau đó sẽ được chúng tôi đối đãi tử tế và xếp đặt cho anh em về nước. Nếu như cố tình chống lại, quân giải phóng bắt buộc phải nổ súng, vì chúng tôi không muốn khí giới của anh em rơi vào tay người khác hay quân đội một nước khác. Cuộc thương thuyết lần thứ nhất không có kết quả. Ta gửi tiếp một hậu thư bằng tiếng Anh do Thomas Thảo, nhân danh giải phóng quân và bộ đội Việt Mỹ, ra điều kiện cho quân Nhật nộp vũ khí. Phía Nhật viện cớ phải nộp vũ khí và đầu hàng đồng minh, nên chỉ chấp nhận án binh bất động. Ta ra điều kiện, đến 2 giờ chiều, nếu không giao nộp vũ khí, ta sẽ tiến công. Trong khoảng thời gian này, các đơn vị được lệnh nổ súng diệt gọn quân Nhật tại các vị trí lẻ trong thị xã. Riêng ở khu mục tiêu chính, sau khi đợi thêm 1 giờ, theo tối hậu thư, quân Nhật không trả lời. 15 giờ quân ta bắt đầu tiến công. Trước tình thế bị vây chặt, nguồn tiếp tế bị cắt, viên thiếu tá Nhật xin tiếp tục thương thuyết nhưng chỉ chịu nộp vũ khí ở một số vị trí ngoài thị xã như Nại Từ, Phấn Mễ, Giang Tiên, Đá Gân. Giữa lúc quân ta tiến công vào trại Nhật thì Tổng Bí thư Trường Chinh từ Tân Trào về xuôi đi qua thị xã. Ông vào bưu điện nơi đặt sở chỉ huy giải phóng quân để gặp ông Giáp. Đúng lúc đó, ba cán bộ do ông Nguyễn Khang từ Hà Nội phái lên đến gặp và báo cáo Tổng Bí thư. Hà Nội đã giành chính quyền thắng lợi, nhiều công việc khẩn cấp phải giải quyết, đề nghị Trung ương về Hà Nội ngay. Ông Trường Chinh đề nghị ông Giáp cử ngay người lên Tân Trào báo cáo cụ Hồ và đón cụ về. Riêng ở Thái Nguyên, chỉ nên để một bộ phận giải phóng quân tiếp tục bao vây địch, còn ông Giáp cùng bộ đội cần về ngay Hà Nội, chuẩn bị đón chính phủ lâm thời, công việc còn lại giao cho tỉnh. Ngay chiều hôm đó, ngày 20 tháng 8, sau khi chia tay với ông Trường Chinh, ông Giáp ra sân vận động thị xã trước đông đảo nhân dân đang dự meeting do Việt Minh tổ chức. Võ Nguyên Giáp nhân danh Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc tuyên bố bãi bỏ chính quyền Nhật và tay sai, thành lập chính quyền cách mạng lâm thời của tỉnh Thái Nguyên do ông Lê Trung Đình làm chủ tịch. Hôm sau khi giao nhiệm vụ cho bộ đội tiếp tục bao vây địch ở Thái Nguyên và cử một đơn vị lên Tân Trào đón và bảo vệ cụ Hồ về xuôi, ông Giáp chỉ thị cho Quang Trung và Lâm Kính
đưa phần lớn lực lượng của hai chi đội 3 và 4 hành quân về Hà Nội. Ngày 21, ông Giáp cùng một đoàn tùy tùng theo đường số 3 về xuôi. Do đê vỡ, nước lụt mênh mông, tới thị cầu phải chuyển sang đi thuyền. Ngày 22, qua Gia Lâm, trước cảnh nước sông Hồng lên rất to, đục ngầu, ông đứng lặng trên cầu nhìn về phía Hà Nội dợp cờ đỏ, lòng vô cùng xúc động. Thấm thoát đã hơn 5 năm kể từ ngày cùng Phạm Văn Đồng rời mảnh đất Hà Thành thân thương này ra đi. Nhớ lại cảm xúc trong giây phút khó quên ấy, sau này Võ Nguyên Giáp viết: nhìn quang cảnh nước nhà đổi thay, nhân dân vừa thoát ách đau thương của gần 100 năm bị đô hộ, nô nức đón ngày giải phóng dân tộc, vui sướng trào lên trong người chúng tôi, mừng muốn ứa nước mắt. Chiều ngày 24 tháng 8, được tin cụ Hồ đã về tới làng Gạ, ông Giáp mới thật sự yên tâm. Chẳng là sau khi Tổng Bí Thư về Hà Nội gặp ông Nguyễn Khang và được báo cáo tình hình an ninh bảo đảm, ông Trường Chinh cho người lên đón cụ về thành phố. Nhưng cả ông Nguyễn Văn Trân đi đón trên hướng Bắc Giang và ông Lê Đức Thọ trên hướng Phúc Yên đều không gặp. Sau này được biết, sáng ngày 22 tháng 8, cụ Hồ rời Tân Trào theo đường Đèo Khế, Cù Vân về Đại Từ. 9 giờ tối hôm đó, cụ lên xe ô tô do ông Trần Đăng Ninh lên đón về Thái Nguyên. Sáng ngày 23, cụ về qua hướng Đa Phúc. Do đường lụt không thể đợi lâu, ông Ninh dùng thuyền đưa cụ về đến bến Phúc Xá. Rồi ông Hoàng Tùng, cán bộ lãnh đạo khởi nghĩa ở địa phương, đưa cụ về nghỉ tại nhà ông Công Ngọc Kha, tức Trần Lộc, ở làng Gạ. Cụ Hồ chỉ thị ông Ninh cứ về Hà Nội trước. Chiều ngày 24, Trần Đăng Ninh cùng Võ Nguyên Giáp lên Phú Gia báo cáo tình hình giành chính quyền ở các địa phương. Cụ Hồ chăm chú nghe tình hình Hà Nội. Các đồng chí lãnh đạo khởi nghĩa đã vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào tình hình cụ thể của thành phố, đã nắm bắt đúng thời cơ, phân tích đúng lực lượng, so sánh và biết phát huy sức mạnh chính trị áp đảo của nhân dân, buộc Nhật phải đáp ứng mọi yêu cầu của ta, nên cuộc khởi nghĩa đã kết thúc thắng lợi nhanh gọn và không đổ máu. Sau khi giành chính quyền, Hà Nội đã thành lập Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời do đồng chí Trần Quang Huy làm thị trưởng. Một tin quan trọng là ngày 22, tức chỉ 3 ngày sau khi nhân dân Hà Nội giành chính quyền, một máy bay của Mỹ đã hạ cánh xuống Gia Lâm. Đáng chú ý là nhóm sĩ quan Mỹ do Patti chỉ huy, còn có một nhóm sĩ quan Pháp cùng đến. Nhóm người Pháp này do một thiếu tá là Saint-Thermy cầm đầu. Cụ nói cho Võ Nguyên Giáp và Trần Đăng Ninh biết họ là ai. Cụ đã từng gặp ở Côn Minh và chỉ thị hai ông nhắc lãnh đạo Hà Nội cần hết sức cảnh giác trong tình hình mới và nên sớm tiếp xúc với nhóm người Mỹ để xem thái độ đồng minh đối với việc quân Pháp chuẩn bị trở lại Đông Dương như thế nào. Chiều hôm sau, Tổng Bí Thư Trường Chinh lên Phú Gia đón cụ Hồ về Hà Nội. Gặp ông Trường Chinh và nghe báo cáo thêm tình hình, cụ Hồ rất vui. Xe đưa cụ qua Nhật Tân, Yên Phụ, Hàng Đậu, Hàng Giấy, Hàng Đường, rồi dừng lại trước nhà số 48 Hàng Ngang. Đây là ngôi nhà của ông Trịnh Văn Bô, tư sản dân tộc, chuyên buôn bán tơ lụa và là một cơ sở cách mạng nội thành từ trước. Trước quang cảnh Hà Nội dợp cờ đỏ sao vàng, cụ Hồ rất xúc động. Lần đầu tiên trong đời cụ đặt chân đến Hà Nội, mảnh đất mang truyền thống Thăng Long Đông Đô, chỉ ít ngày nữa sẽ trở thành thủ đô của nước Việt Nam độc lập. Sáng hôm sau, 26 tháng 8, ông Giáp cùng một số ủy viên Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh tham dự cuộc họp của Thường vụ mở rộng do cụ Hồ chủ trì. Nội dung cuộc họp đã được Tổng Bí Thư cùng Thường vụ chuẩn bị ngay sau khi về Hà Nội. Cụ Hồ tán thành những chủ trương Thường vụ nêu lên cả về đối nội và đối ngoại trong tình hình mới và nhấn mạnh chính sách đoàn kết rộng rãi. Việc mở rộng thành phần chính phủ lâm thời là đúng nhưng chưa đủ. Cần mở rộng hơn nữa, bao gồm đại biểu các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ không đảng phái có danh vọng. Cụ đề nghị sớm tổ chức một cuộc meeting lớn tại Hà Nội để chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân. Ngày đó cũng là ngày nước Việt Nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập chính thể dân chủ Cộng hòa. Ý kiến của cụ Hồ được cả hội nghị tán thành. Khi bàn đến từng thành viên cụ thể trong chính phủ lâm thời mở rộng, mọi người nhất trí bầu cụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch, đồng chí Nguyễn Lương Bằng và một số đồng chí khác trong Ủy ban Giải phóng Dân tộc tự nguyện xin rút lui để nhường chỗ cho những nhân sĩ yêu nước chưa tham gia mặt trận Việt Minh, một cử chỉ được cụ Hồ rất hoan nghênh. Sau khi cụ Hồ tiếp nhận một số nhân sĩ được mời tham gia chính phủ và đảm nhiệm chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội,
Ngày 28, danh sách chính phủ lâm thời được công bố trên báo chí và đài phát thanh. Ông Võ Nguyên Giáp giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong suốt 16 tháng ở thủ đô, trong những ngày đất nước đứng trước nguy cơ phải đối phó với âm mưu của thù trong giặc ngoài, Thường vụ Trung ương và Cụ Hồ đã tin tưởng đặt trên vai ông cả hai nhiệm vụ an ninh và quốc phòng. Từ sau cuộc họp thường vụ và gặp các thành viên trong chính phủ, Cụ bắt đầu soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập. Sau này, Tổng Bí thư Trường Chinh nhớ lại: ở gác 2 số 48 Hàng Ngang, bên cửa sổ rực rỡ ánh nắng thu, Bác ngồi trên chiếc ghế bành phủ vải trắng cạnh chiếc bàn tròn, say sưa thảo bản tuyên ngôn độc lập lịch sử. Bác nói, trong đời hoạt động của mình, Bác đã viết nhiều, nhưng đến bây giờ mới viết được một bản tuyên ngôn như vậy. Trong khi thảo, Bác thường trao đổi ý kiến với chúng tôi, đọc cho chúng tôi nghe, yêu cầu chúng tôi bổ sung sửa chữa những ý kiến chúng tôi đóng góp được Bác chấp nhận. Cách làm việc của Bác là một bài học lớn chúng tôi không bao giờ quên. Ngày 30, Cụ Hồ mời một số đồng chí đến nghe cụ đọc bản tuyên ngôn độc lập vừa mới sửa xong để mọi người đóng góp ý kiến lần cuối. Cụ hỏi tình hình chuẩn bị tổ chức cuộc meeting lớn vào ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội và nhắc phải chú ý cả việc sắp xếp nơi vệ sinh cho đồng bào và nếu trời mưa thì nên kết thúc sớm hơn. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, một trong những ngày trọng đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã đến. Chiều hôm ấy, trời thủ đô nắng đẹp, được sự hướng dẫn của các đoàn thể cứu quốc, khoảng 1 triệu người từ các quận nội thành, các làng ngoại thành Hà Nội và các tỉnh chung quanh kéo về quảng trường Ba Đình dự cuộc meeting lớn mừng độc lập và chờ đón người lãnh đạo kính yêu của dân tộc đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đúng 14 giờ 30 phút, lễ chào cờ cử hành, cả biển người lặng trông lá quốc kỳ được từ từ kéo lên. Âm nhạc của quân đội cử bài tiến quân ca. Khi ông trưởng ban tổ chức lễ độc lập nói trước máy truyền thanh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ ra lễ đài thì cả biển người như sóng cuộn giữa tiếng hô vang như sấm. Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Cụ Hồ với bộ quần áo kaki giản dị cùng các thành viên chính phủ xuất hiện. Tiếng hoan hô chưa dứt bằng một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Hồ Chủ tịch tỏ lời chào quốc dân đồng bào rồi thay mặt chính phủ trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập. Đang nói cụ bỗng dừng lại và hỏi, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Cả một rừng người đồng thanh đáp, có ạ. Sau câu hỏi giản dị ấm áp làm tăng thêm sự gần gũi gắn bó giữa vị chủ tịch nước với quần chúng nhân dân, cụ Hồ đọc tiếp. Những lời tâm huyết của cụ đi vào tâm trí hàng triệu con người và đem lại một nguồn động viên mạnh mẽ. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp phát biểu về tình hình trong nước và chính sách của chính phủ. Ông thay mặt chính phủ lâm thời kêu gọi toàn dân cảnh giác với kẻ thù đang âm mưu tiêu diệt chính quyền nhân dân non trẻ. Ông nói, mưu mô xâm lăng của đế quốc Pháp đang đe dọa chúng ta, nhưng với sự đoàn kết hy sinh của toàn dân, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng và nhất định chúng ta sẽ đập nát tất cả những cùm xích mà bọn xâm lược trực đeo vào cổ dân tộc ta một lần nữa. Và ông cảnh báo chính quyền Paris hãy nên biết điều mà công nhận quyền độc lập hoàn toàn của ta. Bằng như họ định dùng vũ lực xâm phạm đất nước ta thì ta sẽ giỏ đến giọt máu cuối cùng để chống lại họ. Và chắc chắn là họ sẽ thất bại đau đớn. Kết thúc bài diễn văn, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp nói, noi gương truyền thống của các thế hệ trước, thế hệ chúng ta sẽ đánh một trận cuối cùng để cho những thế hệ sau này và mãi mãi được sống với độc lập, tự do và hạnh phúc. Tiếp đến, trưởng đoàn đại biểu chính phủ lâm thời Trần Huy Liệu báo cáo việc vua Bảo Đại đã thoái vị. Khi ông trưởng ban tổ chức lễ độc lập giơ cao thanh kiếm và ấn của triều đình nhà Nguyễn để nhân dân nhìn thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, từ nay thanh kiếm này sẽ dùng vào việc chặt đầu những kẻ phản quốc và những kẻ xâm phạm vào đất nước ta. Sau khi ông Nguyễn Lương Bằng thay mặt Tổng bộ Việt Minh phát biểu kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết một lòng, bảo vệ và xây dựng nền độc lập mới giành được,
Và sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói như dặn dò thêm: "Thưa quốc dân đồng bào, trong cuộc meeting này, chính phủ ra mắt quốc dân trông thấy chính phủ của quý nhất của quốc dân, của thế giới là sự độc lập. Giờ đây chúng ta đã được độc lập rồi, chúng ta phải cố giữ gìn lấy. Bất kỳ già trẻ, gái trai, đủ các tầng lớp trong xã hội đều phải nhất tâm và đoàn kết. Xin đồng bào chớ tưởng rằng thế này là đã thái bình đâu. Để đi tới ngày thái bình hẳn, còn phải trải qua nhiều gian lao khổ sở. Ta sẵn sàng vượt qua những khó khăn. Hôm nay đồng bào đã tỏ chí khí kiên quyết ấy để giúp cho chính phủ sau này sẽ còn có những cuộc khánh chúc thắng lợi to hơn nữa." 5 năm đã trôi qua kể từ ngày Võ Nguyên Giáp cùng Phạm Văn Đồng vượt biên giới để đến với Hồ Chí Minh. Đó là bước ngoặt vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với cuộc đời cách mạng của ông. Hôm nay, trong ngày lễ độc lập đánh dấu bước thành công của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, sự nghiệp giải phóng dân tộc đã bước sang một giai đoạn mới. Để thực hiện lời tuyên bố của ông trước nhân dân cả nước trong buổi lễ long trọng này, đánh một trận cuối cùng để cho những thế hệ sau này và mãi mãi được sống với độc lập, tự do và hạnh phúc. Từ đây, Võ Nguyên Giáp sẽ tiếp tục đi theo con đường Hồ Chí Minh đã vạch ra trong suốt cuộc đấu tranh trường kỳ. Có điều lúc này đây, không ai nghĩ rằng con đường trường chinh ấy kéo dài 1/3 thế kỷ.